Rất vui được gặp các bạn trên kênh của những bộ tộc độc và lạ nhất thế giới. Và ngay bây giờ chúng ta cùng nhau khám phá lạ lùng tập tục ngủ thầm của bộ tộc ở Việt Nam. Tùy theo tập tục của từng tộc người mà các dân tộc thiểu số ở nước ta có những cách ngủ khác nhau trong việc tìm hiểu lứa đôi để đi đến hôn nhân. Đồng bào các dân tộc thiểu số Thái, Mông, Dao, Mường ở Mường Lát, Thanh Hóa có tục lệ ngủ thầm để được cưới vợ. Lệ này cho phép những chàng trai đến tuổi trưởng thành được phép tới ngủ thăm nhà một cô gái mà họ ưng ý. Các cô gái đến tuổi trưởng thành tối đến đốt một ngọn đèn trong buồng, búng màn sớm, nằm trong đó chờ các chàng trai muốn tìm hiểu mình để lấy làm vợ đến ngủ thăm. Nếu đèn trong buồng cô gái còn sáng, nghĩa là chưa có ai đến ngủ thăm, chàng trai phải tự cậy cửa vào. Vào rồi, chàng trai sẽ nằm xuống bên cạnh cô và phải để tự tay cô ấy tắt hay vặn nhỏ ngọn đèn. Dù trong tư thế chung chăn, chung gối nhưng hai người chỉ được trò chuyện mà không được chạm vào nhau. Sau khoảng 5 đến 6 đêm tìm hiểu như thế, cô gái sẽ có quyền quyết định cho chàng trai ngủ thật hay không. Để được ngủ thật, hai người phải thưa với bố mẹ cả hai bên gia đình để xem có hợp tuổi không. Khi thời gian ngủ thật bắt đầu, cũng là lúc chàng trai phải đến ở làm công cho gia đình cô gái. Cứ ngày đi làm cùng gia đình, tối về ngủ với cô gái mình có ý định tìm hiểu. Trong thời gian này, chàng trai không được về nhà mình, muốn về phải được gia đình cô gái cho phép. Nếu cô gái không thích chàng trai nữa, thì cô gái sẽ gói quần áo cùng với một gói cơm nắm cho vào điệu, và bảo với chàng trai rằng, anh cứ về thôi. Như thế có nghĩa là chàng trai không lọt vào mắt xanh của mình. Người dân tộc Dao đèo Tiền Xuân Sơn ở huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, có tập tục kỳ lạ là ngủ người cho quen hơi nhau để chọn vợ, chọn chồng. Báo đời nay, các thế hệ người Dao đèo Tiền ở Xuân Sơn thành vợ, thành chồng và thủy chung gắn kết với nhau một cách khó lý giải, bắt đầu cũng từ tập tục thú vị này. Có người đã hơn chục lần đi ngủ người, nhưng không hợp hơi lại thôi, tới lúc gặp người hợp hơi mới nên vợ nên chồng. Đồng bào dân tộc Thái và Khơ Mu rất coi trọng chuyện hôn nhân, nhưng nếu xảy đến việc ly hôn, thì việc chia tay cũng hết sức lạ đời, ngủ lần cuối trước khi ly hôn. Theo phong tục, một ngày sau khi ra tòa, cặp vợ chồng vừa chia tay phải trở về bản để chuẩn bị làm lễ ly hôn. Theo nghi thức, lễ ly hôn được tổ chức ở nhà người vợ trước. Và cũng như đám cưới, gia đình người vợ phải cho người tới các gia đình, trong bản mời đại diện đến tham dự. Một ngày sau, đến lượt nhà trai tổ chức nghi lễ tương tự, cũng có dạp, lò đài mở inh ỏi, cũng mổ bò, mổ lợn từng bừng và cúng bái tổ tiên. Kết thúc buổi lễ, đêm hôm ấy, vợ chồng về nhà chung của hai người. Trước khi cưới, nhà trai phải dựng nhà trước và sống với nhau một đêm cuối cùng. Thông thường những đêm như thế này, họ thức với nhau đến sáng để tâm sự. Và rồi ngày sau đó, người vợ và những đứa con, nếu vợ bị chồng bỏ sẽ soạn đồ đạc và về nhà ngoại ở, chính thức chia tay nhau. Bắt đầu từ lúc này, họ chỉ còn là vợ chồng cũ và được phép tìm hiểu, xây dựng gia đình với bí ẩn hiện tượng xác chết không phân hủy. Hiện tượng thân thể không phân hủy, dù cơ thể đã chết hàng trăm năm là một bí ẩn lớn với các nhà khoa học. Cho dù bạn tin vào sự sống sau cái chết hay sự tồn tại của linh hồn, nhưng có một điều chắc chắn sẽ xảy ra, đó là cơ thể người và các sinh vật sống sẽ trải qua rất nhiều thay đổi sau khi chết. Chúng ta biết rằng, khi không còn duy trì được những chức năng cơ bản của sự sống như lưu thông máu và trao đổi chất, cơ thể sẽ bắt đầu suy thoái, lớp da bật đi và bong ra, nhãn cầu tan rã, lông tóc rụng dần và cuối cùng chỉ còn lại xương cốt. Không chỉ vậy, quá trình được đẩy nhanh nhờ dòi bọ và các loài vi khuẩn khiến cơ thể mục nát, nhanh chóng hòa mình vào đất mẹ. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp bí ẩn khi thi thể không bị phân hủy dù đã chôn cất vài chục, thậm chí là vài trăm năm. Thi thể bất hoại là gì? Hầu hết mọi người sẽ về với cát bụi theo quy trình phân hủy trên. Tuy nhiên, ghi chép ở nhiều tôn giáo đề cập tới trường hợp nhiều cơ thể có thể chống lại sự phân hủy. Trong nhiều thế kỷ, giáo hội La Mã tin rằng những giáo dân với đức tin mãnh liệt và thuần khiết sẽ có cơ thể chống lại thời gian, chống lại sự phân hủy tự nhiên trong mộ phần của mình. Họ được cho là những thi thể bất hoại. Thi thể bất hoại có nghĩa là dù ở bất kỳ điều kiện thời tiết nào, cơ thể không thể bị thối rữa hay phân hủy. Nhiều người tin rằng chỉ ai có lòng thánh thiện, cao cả mới đủ khả năng, phẩm hạnh để sở hữu được một thi thể bất hoại. Nghe có vẻ khó tin, nhưng hiện có rất nhiều nhà thờ trên thế giới đang trưng bày những thi thể bất hoại. Tuy một số thi thể đã bắt đầu phân hủy, nhưng một số vẫn được bảo quản khá tốt sau hàng thế kỷ. Vậy bằng cách nào một thi thể có thể bất hoại như thế? Phải chăng đó là một thủ thuật ướp xác? Từ thuở xa xưa, loài người đã có một số phương pháp bảo quản cơ thể người chết, nhưng có lẽ nổi bật nhất là thuật ướp xác của người Ai Cập. Các cơ quan nội tạng sẽ được rút hết ra ngoài cơ thể, sau đó được nối bằng các loại dược thảo thiên nhiên nhằm chống lại sự phân hủy. Sau đó, thi thể sẽ được ướp trong dầu và cuối cùng được cuốn trong vải lanh. Gần như người trong hoàng tộc mới được ướp xác. Ngày nay, những xác ướp hoàng gia vẫn được bảo quản khá tốt sau hàng ngàn năm và có mặt ở rất nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, có một điều không phải ai cũng biết, đó là xác ướp có thể được tạo thành hoàn toàn ngẫu nhiên. Vào thế kỷ 19, có một phong tục vô cùng độc đáo xuất hiện tại Mexico. Đó là người nhà sẽ phải lưu giữ thi thể người chết trong 5 năm trước khi đem hỏa thiêu. Vào năm 1865, những thi thể đầu tiên được khai quật tại thành phố Guanajuato đã khiến nhiều người kinh ngạc khi tất cả thi thể đều còn nguyên vẹn và không có dấu hiệu bị phân hủy, giống như đã được ướp. Nguyên nhân được xác định là do đất nghĩa trang là mặn, khô đã hút nước và ngăn cản quá trình phân hủy của xác. Những mẫu đất này hiện vẫn đang được trưng bày trong bảo tàng cùng thành phố. Một trường hợp thi thể hóa xác ướp khác là Tollund Man, một người tiền sử có niên đại khoảng 2.000 năm trước. Ông bị treo cổ tại Đan Mạch, sau đó thi thể rơi vào hố than bùn và được bảo quản gần như hoàn hảo cho đến khi được phát hiện vào năm 1950. Đặc biệt hơn, ngay cả tóc và bộ râu vẫn còn nguyên vẹn. Khoa học vào cuộc. Những trường hợp về thi thể bất hoại kể trên đều đã được các nhà khoa học nghiên cứu và chỉ ra nguyên nhân. Tuy nhiên, có những trường hợp thi thể bất hoại khiến nhiều nhà khoa học đau đầu không lý giải được. Thông thường, những xác ướp được tìm thấy thường trong tình trạng thạch hóa, nhưng những thi thể bất hoại lại khá mềm. Tuy những xác chết này ở trong điều kiện thông thường và không có dấu hiệu ướp xác, nhưng làn da vẫn có sự đàn hồi, dù đã trải qua hàng chục, hàng trăm năm. Trông họ chỉ giống như đang ngủ hoặc mới chết mà thôi. Kỳ lạ hơn, những xác chết chôn gần đó vẫn trải qua quá trình phân hủy bình thường, thậm chí với tốc độ rất nhanh. Một trong những trường hợp bất hoại nổi tiếng nhất có thể kể đến là thánh nữ Bernadette, ra đi ở tuổi 35, nhưng đã rất nổi tiếng trong giáo dân vì đã được diện kiến Đức Mẹ Maria. Thánh Bernadette mất vào năm 1879 và được khai quật vào năm 1909, tuy nhiên, thi thể của thánh nữ không hề phân hủy. Sau đó, thánh Bernadette được chôn trở lại và đào lên năm 1923. Sau lần khai quật mộ thứ ba, thi thể của thánh nữ đã được giải phẫu và phát hiện ra ngay cả cơ quan nội tạng cũng còn nguyên vẹn và khá mềm, dễ uốn. Hai bàn tay và khuôn mặt của thánh Bernadette trông vẫn rất sống động, nhưng đó là do đã được bọc sáp. Bên dưới lớp sáp, lớp da đã hỏa nâu. Dù khoa học vẫn chưa lý giải được tại sao thi thể có thể được bảo quản siêu tốt mà không ướp xác hay có tác động từ môi trường nào, nhưng theo các nhà khoa học, thi thể cuối cùng vẫn sẽ bị phân hủy, chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Hiện, thánh Bernadette được trưng bày tại nhà thờ thánh Guanajuato tại Nevers. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã dành chút thời gian theo dõi video của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào các bạn có thể like và share, nhưng đừng quên các bạn có thể nhấp đăng ký kênh miễn phí để theo dõi nhiều video hấp dẫn từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.